Nhật ký Vương Khánh Hưng, ngày 1 tháng 7 năm 2024, ở chợ lớn. Hai, chào. Trời sáng rồi. Dọn dẹp chỗ ngủ. Bữa nay là thứ hai, 1 tây tháng 7 năm 2024. Âm lịch là 26 tháng 5 đủ, năm Giáp Thìn. Như vậy là qua tháng mới rồi, 1 tây tháng 7 rồi. Đi rửa mặt, tắt máy lạnh. Mở cửa, lấy gió từ giếng trời. Tôi đã ra sau nhà. Rửa mặt, lau mình, rửa chân, làm bài tập exercise mỗi buổi sáng.
chạy tóc. Dùng lược kích thích da đầu, đưa khí huyết từ nội thành lên, nuôi dưỡng bổ. Bấm huyệt lao mình, rửa chân. Chụp vài tấm hình để chơi môn y thuật diện trận.
về phòng. Tôi đã trở lại phòng nghỉ của mình và làm bài tập exercise. Bài tập ý thần hợp nhất. Mạnh mẽ. Săn sóc hai bàn chân. Lau khô chân. Xoa bóp các đầu ngón chân. Quan sát móng chân, móng tay để biết hệ xương cốt trong nội thân.
massage lòng bàn chân. Bóp, bấm, dỗ gót chân. Lắc cổ chân. Kích thích các đầu dây thần kinh kết nối bàn chân với đại não. Dùng ngón cái bấm huyệt dũng tỳ mạnh vô, mạnh nữa, 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Giữ bàn chân luôn luôn sạch sẽ, mạnh mẽ. Chúng ta sẽ có cuộc sống vui vẻ. Đổi chân. Đầu ngón chân là nơi có các sợi dây thần kinh xa não bộ nhất, nơi có các huyệt đạo liên quan đến mắt, mũi, tai, lưỡi, miệng. Khi đứng, năm đầu ngón chân bám vào đất giống như năm cây đinh đóng chặt vào đất. Trên những con đường trơn, các đầu ngón chân sẽ giúp cho chúng ta đi đứng vững vàng. Lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất tạo ra một mặt chân đế rộng, giữ cho thế đứng vững vàng, ít bị té. Trên lòng bàn chân có những huyệt đạo liên thông với lục phủ ngũ tạng. Gót chân. Gót chân là nơi chịu sức nặng của toàn thân. Gót chân điều khiển việc đi đứng. Gót chân hỗ trợ cho hệ thống tiêu hóa, ăn uống. Hệ thống bài, tiết, tiểu, tiêu và hệ thống tình ái, ân ái. Mu bàn chân có rất nhiều hệ thống thần kinh liên thông với đại não, kích thích thần kinh trên mu bàn chân. Lắc cổ chân. Luôn luôn giữ chân sạch sẽ. Nâng niu lòng bàn chân. Chúng ta sẽ có cuộc sống tự tại. Thank you.
dùng ngón trỏ, dùng ngón cái chuyển sức bấm vào huyệt dũng tuyền, bấm mạnh vào, ấn mạnh vào. 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Bây giờ chăm sóc hai đầu gối. Chà dầu nóng. Qua công viên bước chân ấp hầm, ngoài kia gió mây về ngàn, cỏ cây chợt lên màu đỏ. Dùng tay bấu vào đầu gối kích thích các huyệt đạo. Xoa nóng. Vận động nang. Vận động dọc. Xong mũi. Trà nóng. Massage mặt. Hít vào. Giữ cho mũi luôn luôn ấm áp, tránh được những bệnh cảm mạo. Bây giờ là cho các đầu ngón chân có thể đứng vững vàng bằng động tác nhún. Một.
Ba. Bốn. Năm. Vào thế đứng một chân, ổn định lục phủ ngũ tạng. Chụp cho mình một số hình để chơi môn y thuật diện chẩn. Chào. Qua nhà bếp pha cho mình ly cà phê đen nhiều nước. Chào. Hello. Chào.
Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn lúc này là 9:15. Hôm nay là tháng mới rồi. Một tây tháng 7 năm 2024. Lúc này tôi đang ở trong phòng nghỉ của mình. Tôi có ý định là đi ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ vô bụng. Đồng thời ghi cảnh sinh hoạt trên đường xá. Tôi nhớ là trên đường Nguyễn Biểu có bán bún, bún thịt nướng. Bây giờ thì tôi sẽ đi ra đường Nguyễn Biểu để mua bún thịt nướng. Ra ngoài thì xỏ cái áo nhiều túi. Trong đó có đủ đồ hết rồi. Có bóp. Có tiền. Tiền lẻ. Có mắt kiếng nhìn xa. Mang theo khăn. Cái dao hướng đạo. Xỏ đôi dài. Hay là đi ra đường Nguyễn Trãi ăn tô hủ tiếu. Lên đường. Tôi đã ra ngoài. Lúc này là nắng tốt. Nhà hàng xóm có cây bông giấy, trồng bông giấy để làm hàng rào. Màu nắng như là màu thủy tinh. Nhờ trời mưa mà đường hẻm sạch sẽ. Thank you.
chó giữ nhà cũng là để giữ hẻm. Nắng chói chang, nhà người ta trồng những chậu bông. Theo đường hẻm này thì tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Cây có nước mưa, có nắng thành ra rất là tốt. Màu lá xanh mướt. Theo đường hẻm này thì tôi đi ra đường Nguyễn Trãi. Tôi đã ra đường Nguyễn Trãi. Hôm nay đây là thứ hai. Đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Tôi thả bộ đi về hướng đông, lên Sài Gòn. Nếu đi thẳng thì sẽ lên Sài Gòn. Jordi, tiệm bán thời trang, trường Đại học Sài Gòn. Trường này xây trên sân banh của trường Bác Ái. Trước 75 ở đây là sân banh của trường Bác Ái. Tôi ghé vào đây ăn hủ tiếu giò hả? nhiều đồ ăn quá mà. Nhiều đồ ăn quá. Ngồi ở đâu đây? Khô đi, ăn như hủ tiếu khô. Hủ tiếu mì khô. Ở đây rẻ quá. Đây là quán khách nè, mời vào bán đủ thứ, bánh mì. Ngồi vô đây.
ướt miệng. Bon đó. Hai bà cô hả? Yeah.
Dạ rồi, làm gì nữa, mình già rồi. Trẻ rồi. Chứ già qua bển là ăn 600-700 đó. Nhiều tiền lắm. Ở bển á, tô vậy là 15 đồng. Hồi đó thì bây giờ là 15 đồng. Bánh mì thịt của mình ở đây là 1 đô, ở bển là 7 đô. Ở đâu xài đó à? Mình ở đây có con cháu á, nó không có xài nhiều hết á. Nó bảo là đứa con lớn. Hả? Đi làm hết à? Có ai làm mail không? Có một làm ngân hàng á. Chịu học á thì mới làm được vậy, còn khỏi học á là nhưng mà muốn kiếm tiền nhiều á là phải làm neo. Neo là kiếm tiền nhiều. Làm neo giàu lắm. Ở bển đủ thứ đồ chơi hết mà. Xóm giờ thay đổi hết rồi.
mấy ông bạn được là đi về đây là tiểu tiểu giò đi về đây là hủ tiểu giò heo, mì giò heo, nuôi giò heo, bánh canh. Giới thiệu ha. Rồi. Đây. Sau khi ăn xong thì giờ tôi thả bộ đi về. Tôi sẽ đi lên đường Nguyễn Biểu rồi qua các cái con hẻm nhỏ để về nhà. Đi về hướng đông. Lúc này gần trưa, người ta bày đồ ra bán. Bên kia là sửa xe. Đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Quận Thái. Tôi đi ngang tiệm bán đồ nội y phụ nữ. Tuyển nhân viên. Nếu đi về hướng Tây á, thì sẽ đi xuống chợ lớn. Đường Nguyễn Trãi là hướng Đông Tây. Trường Đại học Sài Gòn trước 75 là trường Bác Ái. Tôi đi đến đèn giao thông, hệ thống đếm ngược cho thấy đổi màu của đèn. Ở đây bán nón bảo hiểm.
xe bus 68. Bánh mì Mỹ Linh. Tôi vào đường Nguyễn Biểu, Nguyễn Trãi. Tôi đang thả bộ ở trên đường Nguyễn Biểu, đi ngang tiệm bánh. Tiệm bánh ngọt. Bánh sinh nhật. Trà đá miễn phí, mất cái ly rồi. Đi ngang. Bà ơi, còn bắp không? Lại đây đi, lại đây lại. Mười ngàn đi ha. Lấy cái muỗng lại đi, khỏi cái muỗng à. Tiết kiệm. Cảm ơn nha ông hai. Dạ. Ở bên quận 8 á, qua đây bán. Cào dừa. Thường mấy giờ bà mới nghỉ? 10 giờ mấy hết rồi. Bán hết là nghỉ à, bán hết rồi. Hết. Rồi cả ngày nghỉ luôn. Cả ngày nghỉ luôn, bán có buổi sáng à. À, đủ xài rồi. Đủ xài rồi. Rồi. Đây, đội đầu. Bao nhiêu năm rồi? Năm 70 giờ. Năm 70 tới giờ, à. Trước 75 luôn. Trước 75 luôn. Wow. Bán từ năm 1970 tới bây giờ, một đời người rồi, trước 75. Ở đây người ta bán dớ. Wow, có nhà đặt ra các loại bớt 46 không. Đây là trạm xe bus. Đây là xe đạp điện. Đường Nguyễn Biểu buổi gần trưa. Hồi nãy tính là đây mua bún, nhưng mà ghé Nguyễn Trãi ăn hủ tiếu khô. Đặt ra bún 20k. Ăn ngon hơn hủ tiếu khô nữa. Nhưng mà vì để có câu chuyện kể, thành ra tôi ghé vào đó để ăn hủ tiếu khô, để có cái story.
cái gì lo Hàn Quốc, máy trợ giảng, máy trợ giảng. Ở đây cũng có cái đường hẻm, nhưng đường hẻm này không phải là đường hẻm đi về được, hẻm cục. Tôi đang thả bộ trên đường Nguyễn Biểu đi tới nhà hàng Thanh Long. Thanh Long ở đây là trái thanh long xiên lùng cỏ, chứ không phải là thanh long là rồng xanh đấy. Tôi đi vào con hẻm nhỏ để về nhà. Ở đây có bông hoa, ở đâu người ta cũng trồng bông hoa. Nếu đi thẳng thì tôi có thể vào nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán qua ngã sau. Đường này đi ra đường Phan Văn Trị. Đường này đi trở ra đường Nguyễn Biểu. Tiếp tục đi thẳng thì tôi có thể đi tắt về nhà. Tôi đang băng qua các con hẻm nhỏ để đi về nhà. Ở đây có xe hủ tiếu vang bóng một thời. Đi vào thì tôi sẽ vào nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Tôi sẽ quẹo phải để đi về nhà. Con đường này đối với tôi đã trở thành rất quen thuộc. Tôi đi hàng ngày. Tháp anten dùng cho wireless. Đi ngang Tịnh Xá Từ Đức. Ở đây người ta đặt hài cốt của những người quá cố. Giờ mở cửa 7 giờ tới 11 giờ. Chiều thì từ 2 giờ tới 4 giờ. Người ta trồng rất nhiều những chậu cây để trang trí, làm đẹp cảnh quan. Những cây mận, cây khế, cây khế rất nhiều trái. Cây khế rất to. Theo con đường nhỏ này thì tôi sẽ về nhà. Mua giấy, mua về trà.
đi thẳng lên quẹo trái vào hẻm cục, tôi về tới nhà. Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân. Quẹo trái đi vào hẻm cục, tôi về tới nhà. Wow. Về phòng, mở đèn, tôi đã về tới phòng nghỉ của mình. Wow. Trời nóng như đổ lửa. Nghe nhạc. Cởi đồ cho mát mẻ. Uống cà phê. Kết thúc câu chuyện buổi gần trưa
Lúc này là 10 giờ 5 phút. Chào. Chào bạn, đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ hai, một tây tháng 7 năm 2024, âm lịch nhằm ngày 26 tháng 5 đủ năm Giáp Thìn. Thế vận hôm nay, tài vận 67%, việc học 68%, việc làm đó có đường 73%, trước 75 là đường Hồng Cập Tự, số đạo qua một đường nhỏ Nguyễn Viết Cầm đi thẳng lên sẽ đụng chuyện tình ái 90%, an toàn 57%, sức khỏe 64%. Bên đây là đường Lý Thái Tổ, Lý Tổ là đường ngang hướng Nam Bắc. Đường Hùng Vương là hướng Đông Tây. Những chuyện làm ở đây được, có một hàng cây tàn rộng. Những chuyện làm được hôm nay là gả cưới, nơi nghỉ ngơi thu nhận tiền vàng đề thân đính hôn, du lịch đầu tư nạp tài, ký kết hợp đồng giao dịch khai nghiệp, nhiều người đến khai đây, thị khai công nghỉ ngơi phó nhập ngủ một thử xe mua xe, bên kia là sửa chữa kiến tạo, người ta dùng thăm viếng người thân bạn bè, do đó bạn có thể nhìn thấy nhập xuyên qua cầu y chữa bệnh, dựng trụ lên kèo, sửa chữa nhà kho, động thổ, phá đất, mài áo Dương, áo cho tân nương, áo chúc thọ. Đi thẳng xuống là rất nhiều tiệm sửa an chữa điện thoại, làm lúa, đại quét trừ, hối báo, thu dưỡng, nhập nhân khẩu, ủ rượu, bên kia là nhà sửa chữa đê phòng, mục dưỡng, nạp những khách quốc tế đến ở đây, kinh lạc, khởi chuyển, thụ phong, lâm chính, thân dân, thượng sách. Tuổi xung khắc, hôm nay là ngày của tuổi Dần. Tuổi Dần con cọp, tuổi Dần con cọp xung khắc với tuổi những Thân. Những cây này lên con cao, thủy vừa lên là nó đã tẻ nhánh, thành ra tạo ra bóng mát rất tốt. Sinh tiêu tạo ra một tương cái đường đầy bóng mát. Tuổi Dần con cọp hại tuổi Tỵ con rắn. Lục hợp sinh tiêu, tuổi Dần con cọp lục hợp với tuổi Hợi con heo. Tam hợp sinh tiêu, tuổi Dần con cọp tam hợp với tuổi Ngọ con ngựa, đến đây và tuổi Tuất con ngủ chó. Cộng hòa. Phương vị của các vị đường Lý Thái Tổ, các thần đường Hùng Vương, đi thẳng về hướng đông là đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng
kế bên là Nguyễn Tây Chánh. Nam. Bên đây là Úc đường Nguyễn Văn Cừ. Ở hướng Tây. Bên này là đường Trần Phú. Tài Thần ở Trần Phú á. Chính đường một chiều chạy về hướng đông ra Sài Gòn. Dương Quý Nhân ở hướng chính Tây. Đây là bà bảng đèn quảng cáo. Âm Quý Nhân ở hướng Tây Bắc. Người ta uống công tạo ra hình ba chiều rất là sinh động. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day. Chờ hết xe để băng qua đường.